Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải phí bài tập cuối tuần môn toán lớp 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần hôm nay chúng ta sẽ làm là tuần 22. Bảng các số từ 1 đến 100 luyện tập chung. Bài số 1. Viết vào chỗ trống thay mão. Cái cột này là viết số, cột này là đọc số. 25, đây là 25. Cái này là 42. Cái này là 89. Cái này là 100. Này là 64. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. 21, 22, 23, thấy nó tăng dần không? Tới đây là 20, 24, 25, 26, 27, 28. 70, 71, này là 72, 73, 74 là tới 75. 76, 77, 78, 79. 10, 20, 30, 40. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. 55. Đây. 14. 98. 84. 31, 97, 10, 65. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4, viết số tích hợp vào chỗ chấm. Một bó này là một chục hay là 10 này? 10, 20, 30, 40, 50, 60. À, giờ tới đây là 60 rồi đúng không? Tôi tới đây để đếm tiếp nè. 60 tới 61, 62, 63, 64 và 65. Như vậy là chúng ta có là 65. À, gồm là 60 và 5 đơn vị. Cái này là 5 nè. Đây, bài B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, như vậy là 10 nè, 20 nè, 30 nè. Thì chúng ta có 30 này. Rồi, con này bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây là 9 này. Như vậy chúng ta sẽ có là 30, 39 gồm là 30 và 9 đơn vị. Bài tiếp theo là bài số 5. Câu A, khoanh vào số lớn nhất. Này vậy là cái hàng chục là đây là 5, 1 và 5. Như vậy có hai hàng chục là 5. Như là đơn vị là 4, này là 1, như là 50, 54. Này là hàng chục là 2, 1, 3, như là số 3, số lớn nhất. Câu B, khoanh vào số bé nhất. Hàng chục là 9, 3, 3, như vậy là 2 cái hàng chục 3. Đây là 39, này là 35, đây là số bé nhất. Này hàng chục 7, 6, 8, như vậy hàng chục 6 là hàng chục bé nhất. Bài số 6, viết các số 57, 51, 45 theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy là người ta yêu cầu là từ bé đến lớn, như vậy hàng chục 4 là hàng chục bé nhất này, 45 này. Rồi tới hàng năm là 51 này. Và 57. Câu B, từ lớn đến bé chúng ta viết ngược của dãy này lại, 57, 51, 40, 15. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 7. Viết số tích hợp vào chỗ chấm. Bạn Khải được mẹ dẫn vào cửa hàng mua giày. Đây, mua giày đây. Khải thử đôi giày cửa 30 thì thấy chặt. Thử đôi giày cửa 32 thì thấy rộng. Hỏi bạn Khải nên thử đôi giày cửa bao nhiêu thì có thể vừa chân. Bạn Khải nên thử đôi giày nào?
Vậy người ta nói rằng là 30 này. Được. Đây là 30. 30 thì chặt mà 30, 32 á thì rộng. Như vậy chúng ta sẽ thử là 30, 11. Rồi. Thử đầu dài là 31. Như vậy là 30, 11. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.